Cảnh sát Nhật hôm 1 tháng 11 bắt giữ một người đàn ông Việt Nam 36 tuổi, tình nghi đánh bẫy và giết chết một con mèo, theo tin tức địa phương. Cảnh sát tỉnh Ibaraki nói nghi can họ Nguyễn bị bắt vì có thể đã vi phạm đạo luật về chăm sóc và bảo vệ động vật của Nhật. Sáng 23 tháng 10, các nhân chứng nhìn thấy ông Nguyễn dùng dây bẫy và giết chết một con mèo treo lộn ngược trên ban công. Ông Nguyễn nói không cố ý trong hành động này. Anh Việt Hùng, một người Việt sinh sống ở Nhật đã 8 năm qua, cho VOA biết vụ này xảy ra ở thành phố Joso và tên đầy đủ của nghi phạm là Nguyễn Văn Lịch. Vụ việc ví dụ như bắt giết mèo này thì là lần đầu, nhưng mà còn rất nhiều vụ việc khác phạm pháp ở Nhật, ví dụ như ăn cắp rồi ăn cướp thì thường xuyên. Bây giờ tội phạm ở Việt rất là đa dạng luôn, cứ như đến bây giờ gần đây còn có cả tiền giả, lưu hành tiền giả chẳng hạn, rồi người Việt đâm chém nhau, tội phạm người Việt xuất hiện với tần suất rất là thường xuyên ở trên báo Nhật. Anh Hùng cho hay trong các hội nhóm trên mạng thường có các bài kêu than về tình trạng chia rẽ và tố cáo người Việt lừa đảo người Việt nhiều hơn là người nước ngoài lừa người Việt.